Đó là cuối những năm 1970 và bạn là Việt Nam. Bạn vừa trải qua hơn 100 năm chiến tranh dài đằng đẵng, chống Pháp, chống Nhật, lại chống Pháp, rồi chống Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Cuối cùng, năm 1975, bạn cũng thành công thống nhất mảnh đất hình chữ S. Bạn muốn phục hồi lại sau khi quá mệt mỏi vì chiến tranh và bạn bắt đầu tìm kiếm những mối quan hệ quốc tế để hợp tác cùng phát triển. Nhưng những đồng minh của bạn lại quá xa. Bạn nghĩ đến câu nói, bán anh em xa, mua láng giềng gần, và bạn bắt đầu thử tìm kiếm bạn bè ở ngay xung quanh. Bạn quay về phía đông. Đó là biển. Bạn quay về phía tây. Bạn có người anh em Lào, người cũng bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Lào không nhờ bạn giúp thì thôi, bạn mong chờ gì từ họ. Bạn quay về phía nam. Ôi không, họ là ASEAN, một tổ chức lập ra để ngăn cản chủ nghĩa cộng sản. Phía tây nam, bạn có Campuchia, một thời là người anh em cùng chống Mỹ cứu nước. Nhưng ở Campuchia đang có một gã đồ tể đang tàn sát nhân dân bạn, và bạn phải đi dẹp gã đi. Bạn chỉ còn phương Bắc. Đó là Trung Quốc, người anh hai của khối xã hội chủ nghĩa. Anh hàng xóm này đã giúp đỡ bạn rất nhiều trong chiến tranh với Mỹ, cũng thế tốt với nhau, mồi hở răng lạnh các kiểu. Bạn hy vọng đây sẽ là một mối quan hệ để cùng nhau phát triển. Thế rồi vào một ngày tháng 2 năm 1979, người hàng xóm đó bỗng dưng xua quân sang đánh bạn. Việt Nam và Trung Quốc có một lịch sử dài gắn bó với nhau, nhưng không phải lúc nào cũng thân thiện. Như bất kỳ những người hàng xóm nào trên trái đất, những xung đột là chuyện không thể tránh khỏi. Trong suốt hàng ngàn năm, hầu như câu chuyện luôn là Trung Quốc tìm cách xâm lược, đô hộ Việt Nam, và Việt Nam sẽ đánh trả để giữ lấy nền độc lập của mình. Đây là mối quan hệ giữa một thế lực hùng mạnh của khu vực luôn tìm cách mở rộng tầm ảnh hưởng và một thế lực nhỏ hơn nhưng lúc nào cũng có niềm tự tôn và tinh thần độc lập cực cao. Tua nhanh đến thế kỷ 20, sau chiến tranh thế giới thứ hai, hai đồng minh một thời là Liên Xô và Mỹ đã đưa nhau vào một cuộc chiến tranh mới về ý thức hệ và ảnh hưởng toàn cầu. Chiến tranh lạnh. Cả hai bên tranh giành mọi ngõ ngách trên địa cầu, đưa thế giới vào thời kỳ hai cực, cực xã hội chủ nghĩa và cực chống xã hội chủ nghĩa. Ở Việt Nam, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong khi đó ở Trung Quốc, Mao Trạch Đông cũng chiến thắng nội chiến và thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Việt Nam và Trung Quốc tạm thời ngừng những mâu thuẫn sâu sắc của lịch sử, vì giờ đây họ đứng cùng một phe, phe xã hội chủ nghĩa. Người anh cả của khối xã hội chủ nghĩa thì lại ở quá xa Việt Nam, nên khi Việt Nam rơi vào chiến tranh với người Mỹ và chủ nghĩa bài cộng sản, Trung Quốc đã nhận lấy một phần trách nhiệm giúp đỡ một thành viên của khối. Mặc dù thì không được nhiều như Liên Xô, nhưng những hỗ trợ của Trung Quốc cũng đã giúp Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đứng vững và có nhiều bước tiến trên chiến trường miền Nam. Nhưng bạn cần phải chú ý đến điều này. Với một lịch sử có nhiều mâu thuẫn như vậy, kể cả chúng ta, những người bình thường cũng nhận ra rằng những bất ổn rồi sẽ xuất hiện. Người Việt Nam vẫn chưa quên nhiều năm Bắc thuộc và chiến tranh liên miên chống lại những cuộc xâm lược từ phương Bắc. Còn người Trung Quốc thì vẫn hy vọng sẽ có thể đem sức ảnh hưởng lan tỏa xuống phía Nam. Thay chính quyền không có nghĩa là tư tưởng này biến mất. Bạn sẽ tự hỏi, làm thế nào mà Trung Quốc và Việt Nam có thể tạm gác những mâu thuẫn đó lại? Người đàn ông này là câu trả lời. Với tham vọng đưa chủ nghĩa cộng sản là ý thức hệ duy nhất của thế giới, Stalin là sợi dây kết nối Trung Quốc và Việt Nam. Stalin là người mà Mao kính trọng nhất và còn áp dụng nhà nước theo tư tưởng của Stalin. Như vậy, nếu Stalin nói đừng làm gì Việt Nam, Mao sẽ làm như vậy. Nhưng Stalin thì không thể sống mãi. Khi ông chết, mọi việc bắt đầu rơi tự do. Sau khi Stalin qua đời vào năm 1953, người kế nhiệm của Stalin là Khrushchev đã tìm cách hạ bệ những tư tưởng của Stalin bằng những cải cách mà ngày nay chúng ta gọi là phi Stalin hóa. Ở Trung Quốc, những người đứng đầu quốc gia này không hề thích điều đó, đặc biệt là người đàn ông này. Ông ta cho rằng Liên Xô là những kẻ theo chủ nghĩa xét lại vì đã từ bỏ chủ nghĩa Stalin mà trở nên thân thiện với phương Tây. Trong khi đó, phía Liên Xô thì lại nói Mao là kẻ ngây thơ hiếu chiến. Vậy là Liên Xô và Trung Quốc đưa ngài này đi. Đó là những năm 1960. Điều buồn cười là, mặc dù chính Mao là người chỉ trích chính sách thân thiện với phương Tây của Liên Xô, nhưng mà khi hai bên trở mặt, Trung Quốc lại ngả về phía Mỹ, kẻ đứng đầu phương Tây, để cùng chống Liên Xô. Điều này khiến các nước xã hội chủ nghĩa, hay ít nhất là các nước theo phe Liên Xô tròn mắt. Đặc biệt là Việt Nam. Ý tôi là, Việt Nam chúng ta đang phải oằn mình chống Mỹ và nhà nước mà Mỹ dựng lên.
Vậy mà bây giờ Trung Quốc lại về phe với kẻ đang làm mọi cách để ngăn mình thống nhất. Đương nhiên Việt Nam không thể nuốt trôi chuyện này. Tệ hơn nữa, Trung Quốc còn định dụ Việt Nam gia nhập một phiên bản châu Á của khối phía đông của Liên Xô. Điều này chạm vào sự bất tín vốn có của người Việt Nam với người Trung Quốc. Nó khiến người Việt Nam nhớ lại những hành động xâm lấn từ phương Bắc trong suốt lịch sử hai bên. Việt Nam từ chối những đề nghị của Trung Quốc và xích lại gần Liên Xô. Trung Quốc không thích bị từ chối. Họ bắt đầu sợ Việt Nam với sự hậu thuẫn của Liên Xô sẽ trở thành một tiểu bá ở bán đảo Đông Dương, kẹp Trung Quốc ở giữa. Trung Quốc bắt đầu cắt những viện trợ cho chính quyền Hà Nội. Họ thậm chí còn không mảy may nhíu mày khi mà Nixon cho Mỹ đánh bom phá hoại miền Bắc Việt Nam, mặc dù sự việc xảy ra ngay gần phía nam của mình. Tại Trung Quốc, Mao Trạch Đông qua đời vào năm 1976 và Việt Nam cũng thành công thống nhất đất nước một năm trước đó. Nhưng không có nghĩa là sẽ có gì thay đổi. Người thay thế Mao là Đặng Tiểu Bình thậm chí còn đẩy những căng thẳng này lên cao hơn. Những hòn đảo này vốn là vùng tranh chấp của Trung Quốc và Việt Nam Cộng Hòa mà người Mỹ chẳng thèm ra tay can ngăn. Do Việt Nam Cộng Hòa không còn nữa, vậy là Trung Quốc cũng gán cái tranh chấp đó cho chính quyền đất nước Việt Nam thống nhất mới luôn. Trong khi đó ở đất liền, người Hoa Kiều tại Việt Nam đòi đổi quốc tịch khiến căng thẳng lại được đẩy thêm một bậc. Nhưng thứ thực sự biến sức nóng đấy thành ngọn lửa cháy rực lại đến từ bên ngoài biên giới cả hai nước. Gã này từng là người đồng chí của cả Việt Nam và Trung Quốc. Cả hai đã trợ giúp hắn ta thành công thống nhất được Campuchia. Pol Pot là một kẻ theo chủ nghĩa Mao, là đồng minh tự nhiên của Trung Quốc. Nhưng quan trọng hơn là gã ghét người Việt Nam rất nhiệt tình. Chúng tôi có nên làm một video về lý do tại sao Pol Pot ghét người Việt Nam vậy không nhỉ? Sẽ rất thú vị đấy. Nhưng video này không có đủ thời gian cho việc đó. Bạn hãy cứ hiểu rằng Pol Pot ghét người Việt và không muốn người Việt tạo ra một khối cộng sản ở Đông Dương. Pol Pot bắt đầu làm những việc tàn bạo và điên rồ. Gã cho xâm chiếm đảo Phú Quốc, rồi còn tàn sát người Việt ở biên giới. Đặng Tiểu Bình thích điều này. Những việc Pol Pot làm đúng hợp ý ông ta. Nếu một nước ở bán đảo Đông Dương chống đối Việt Nam, thì Việt Nam sẽ không thể lan tỏa sức ảnh hưởng ra toàn cõi Đông Dương. Thế là Trung Quốc bắt đầu giúp đỡ Pol Pot tiếp tục chống phá người Việt. Rồi một ngày, Việt Nam nói, vậy là quá đủ, và đưa quân vào Campuchia lật đổ Pol Pot. Đây là đòn chốt hạ. Trung Quốc cảm thấy bẽ mặt vì không thể bảo vệ người đồng minh bé nhỏ ở phía Nam. Cộng thêm với những mâu thuẫn từ trước, nên đã quyết định phải làm gì đó để trừng phạt Việt Nam. Cuối tháng 1 năm 1979, gần 2 tháng sau khi Việt Nam kéo vào Campuchia, Đặng Tiểu Bình bay sang Mỹ gặp mặt Tổng thống Mỹ Jimmy Carter. Tại đây ông ta nói, đứa trẻ đã trở nên quá ngỗ nghịch, đã đến lúc đánh đòn nó. Không đùa đâu, ông ta đã nói vậy thật đấy. Sau đó, Đặng quay về Trung Quốc. Tại đây, ông ta viết những mục tiêu của cuộc xâm lược sắp tới ra một tờ giấy. Tạm thời, chúng ta sẽ chỉ liệt kê chúng ra ở đây thôi. Thứ nhất, chứng minh Liên Xô cũng không thể bảo vệ được đồng minh của mình. Thứ hai, Trung Quốc muốn tranh thủ sự đồng tình và hỗ trợ của phương Tây để thực hiện cải cách kinh tế. Và cuối cùng là buộc Việt Nam phải chia quân ra hai mặt trận Nam Bắc, qua đó làm kinh tế Việt Nam đình trệ, không thể đạt được mục đích tạo ra một khối cộng sản Đông Dương. Ok, nghe ổn đó, Đặng Tiểu Bình nghĩ. Vậy là nó đã xảy ra. The Chinese set out to teach Vietnam a lesson. The only lesson Vietnam appears to have learned is to wage a better battle next time. Đây là Hà Nội, gần một tháng sau khi chiến tranh với Trung Quốc kết thúc. Trung Quốc đã rút quân về và Việt Nam đang ăn mừng chiến thắng. Điều này quá rõ ràng. Quân đội Việt Nam sau hàng chục năm chiến đấu với những kẻ thù hùng mạnh hoàn toàn ở một đẳng cấp khác so với quân đội Trung Quốc. Mặc dù mang rất đông quân sang, nhưng Trung Quốc vẫn phải rút quân về. Và Việt Nam cũng giữ vững được biên giới của mình. Nhưng điều kỳ lạ là phía Trung Quốc cũng tuyên bố mình chiến thắng. Nhưng làm thế nào? Chúng ta quay lại những mục tiêu Đặng Tiểu Bình tự vạch ra trước cuộc chiến. Trung Quốc có những mục tiêu chính sau. Thứ nhất, đó là chứng minh Liên Xô cũng không thể bảo vệ được đồng minh của mình. Trung Quốc đã làm được điều này. Do khoảng cách địa lý hay do Liên Xô tin vào lời hứa của Đặng rằng đây sẽ chỉ là một cuộc tấn công có giới hạn, hay do Liên Xô không nghĩ Việt Nam đáng để Liên Xô dính vào một cuộc chiến tranh trực tiếp. Dù bất kỳ lý do gì thì những trợ giúp của Liên Xô không được như kỳ vọng. Những gì tốt nhất họ có thể làm là đưa quân đến sát biên giới Xô Trung hù dọa Trung Quốc mà thôi. Giờ đến mục tiêu thứ hai. Trung Quốc muốn tranh thủ sự đồng tình và hỗ trợ của phương Tây để thực hiện cải cách kinh tế. Trung Quốc cũng làm được điều này. Khoan nói đến đúng sai,
Nhưng việc Việt Nam đưa quân vào Campuchia bị hầu hết các nước phương Tây phản đối dữ dội. Việc Trung Quốc đóng vai cảnh sát đến giúp Campuchia khiến Mỹ và phương Tây gật gù và càng thắt chặt quan hệ với Trung Quốc hơn nữa. Mặc dù cuộc chiến làm Trung Quốc bị chậm kế hoạch đi một chút, nhưng sau cùng nó vẫn diễn ra. Và chúng ta có thể thấy Trung Quốc ngày nay ra sao. Cuối cùng là mục tiêu thứ 3. Buộc Việt Nam phải chia quân ra hai mặt trận Nam Bắc, qua đó làm kinh tế Việt Nam đình trệ, không thể đạt được những mục đích tạo ra một khối cộng sản Đông Dương. Một lần nữa, Trung Quốc lại làm được điều này. Quân đội Việt Nam mạnh thật đấy, nhưng họ cũng không thể cùng lúc chống trả hai mặt trận được. Khi Trung Quốc kéo quân đến, Việt Nam phải huy động quân từ mặt trận Tây Nam về Bắc đón đánh Trung Quốc. Cả hai mặt trận đâu có kết thúc ngay năm 1979 đâu. Trung Quốc vẫn làm loạn ở biên giới phía Bắc. Còn ở phía Nam, họ vẫn giúp chính quyền Khmer Đỏ thực hiện chiến tranh du kích với Việt Nam. Với một nền kinh tế vừa mới trải qua nhiều năm chiến tranh, lại còn bị cấm vận bởi quốc tế, nhiều đó là quá nhiều. Việt Nam dậm chân tại chỗ và không thể trở thành mối đe dọa với Trung Quốc được nữa. Về cơ bản, Trung Quốc tự nhủ rằng ta thua trận chiến nhưng thắng cả cuộc chiến tranh. Sau 10 năm, khi Việt Nam quyết định rút khỏi Campuchia, mối quan hệ Trung Quốc và Việt Nam mới trở về bình thường. Từ đó đến nay, mặc dù vẫn có những tranh chấp về biển đảo, nhưng hai nước vẫn giữ quan hệ hòa hảo, hữu nghị. Nhưng trước khi có những rạn nứt những năm 60-70, và Trung Quốc cũng có mối quan hệ hòa hảo như thế này. Mặc dù Việt Nam giờ đã khác, trung lập hơn, nhưng không ai có thể biết trước được lịch sử có lặp lại hay không, khi mà tình hình thế giới đang trở nên phức tạp hơn. Trung Quốc đúng là đã dạy Việt Nam một bài học vào năm 1979, nhưng không phải bài học mà họ muốn dạy. Đó là bài học về tự lực, tự cường, trung lập, đừng tin vào bất kỳ cường quốc nào. Bằng không thì những giọt máu đã đổ trên biên giới suốt hàng chục năm sẽ là vô nghĩa.